Trong bối cảnh cử tri luôn quan tâm đến vấn đề nhập cư trong mùa bầu cử tổng thống này, chiến dịch tranh cử của Biden đang tăng cường nỗ lực nhắc nhớ họ về các chính sách của chính quyền Trump về vấn đề này. Một quảng cáo dài 50 giây có tên Ripped Apart với hình ảnh trẻ em đang khóc và theo sau là một số bình luận chống người nhập cư của cựu tổng thống Donald Trump. Ông ta muốn khôi phục chính sách chia tách gia đình tàn nhẫn và vô nhân đạo, tước những đứa trẻ ra khỏi cha mẹ ở biên giới. Thưa quý vị, người Mỹ không làm như vậy. Chính sách chia rẽ gia đình được công bố cách đây 6 năm đã dẫn tới việc hơn 5.000 trẻ em phải xa cha mẹ và những người thân khác. Một trong số đó là trẻ sơ sinh. Các nhóm bảo vệ quyền nhập cư đã kiện chính quyền Trump. ACLU đã khởi kiện chính sách chia tách gia đình di dân vào đầu năm 2018, khi chúng tôi biết rằng chính quyền Trump đang thực hiện hành vi tách trẻ em khỏi cha mẹ của chúng. Chiều theo chính sách này, các gia đình bị chia tách, cha mẹ thì bị truy tố hình sự vì tội vượt biên trái phép. Chúng tôi đã đệ đơn kiện với tên gọi là Miss L vs. ICE lên tòa liên bang ở San Diego, một vụ kiện tập thể cấp quốc gia, và cuối cùng nhận được lệnh từ tòa án nói rằng chính sách này có thể vi hiến, tàn bạo và vô lương tâm, và rằng chính quyền Trump cần phải chấm dứt hoạt động này ngay lập tức và đoàn tụ tất cả đứa trẻ đã bị bắt đi và phải giúp chúng tôi tìm lại tất cả những gia đình này. Vụ kiện được giải quyết vào năm 2023. Trẻ em và người thân bị ly tán sẽ nhận được sự hỗ trợ với các nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nhà ở và pháp lý. Họ cũng sẽ được tiếp cận quy trình tị nạn nhanh chóng và có thể nhận được 3 năm tạm tha nhân đạo cho phép họ sống ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn còn gần 1.000 em nhỏ vẫn chưa được đoàn tụ với cha mẹ, người thân. Trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm tất cả các gia đình bị chia tách. Rất nhiều trong số đó chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. Năm 2018, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp khác đảo ngược chính sách chia cắt gia đình của chính quyền ông sau làn sóng phản đối kịch liệt trong nước và quốc tế. Ông tiếp tục có quan điểm cứng rắn về an ninh biên giới. Bởi chúng ta muốn mọi người vào, nhưng họ phải vào một cách hợp pháp. Chính quyền Biden đã hủy bỏ các chính sách nhập cư của Trump, khiến các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa chỉ trích. Nhưng Gillern lưu ý rằng, vào tháng 12, tòa án đã ra lệnh. Trong 8 năm, không cơ quan quản lý nào được phép thực hiện việc chia cắt gia đình. Chúng tôi muốn điều này duy trì vô thời hạn. Các giới chức biên giới Hoa Kỳ vẫn có thể tách một đứa trẻ ra khỏi cha mẹ chúng nếu có bằng chứng đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Việc chia tách phải được ghi lại. Luật sư di trú phải được thông báo. Nhưng nếu các chính quyền tương lai cố gắng làm cho việc chia tách các gia đình trở nên thường xuyên trở lại, các luật sư di trú cho biết, họ sẵn sàng quay trở lại đấu tranh tại tòa án.